Để có được tư thế này, chiếc xe bán tải đã phải lao rất nhanh rồi đâm ngang thân xe tải, khiến xe tải lật ngang rồi leo lên thân nó. Tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại giao lộ Lê Văn Hưu, An Dương Vương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Khi đó, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Lê Văn Hưu đến giao lộ Lê Văn Hưu, An Dương Vương thì bị xe bán tải lưu thông trên đường An Dương Vương đâm ngang thân. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết xe bán tải lao rất nhanh đã gây ra tai nạn hy hữu này. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong. Công an quận Ngũ Hành Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc.